60 đi người yêu. Dễ vậy? Dạ, 1, 2. Hello, hai cái vú bự như hai cái tô. Quá. Lô cả nhà. Hôm nay Ngọc Cường với lại bạn Thanh đi vô khu công nghiệp Long Giang nha cả nhà. Đây mình là hôm nay mình lấy đồng, mình lấy tại công ty đồng để mình quay cho cả nhà xem cả nhà đồng. Thấy không? Trong trống nè, đồng quá tay đồng luôn, thấy không? Đồng không? Đó, giờ mình đang chuẩn bị đi nè, lấy hàng này. Đây mình sợ có camera với lại quản lý người ta không có cho quay phim trong khu vực này cả nhà. Có để các bạn cấm rồi không? Đây giờ hai anh em lấy hàng xong rồi nha cả nhà. Giờ mình đi ra ngoài Bình Dương giao hàng. Đang ở khu công nghiệp Long Giang nè. Đang ra. Đi lên tới đây trưa rồi, ghé ra ăn cơm trưa cả nhà. Cơm trưa ở nhà gỗ đây, anh em sẽ thấy rồi ghé ra ăn rất là đông. Không gian quán xe cơm đây là anh em sẽ tải chuyên gia ghé ăn nhiều quá, có tiếng đông nhân dân. Châu ăn cơm thịt châu kho xả đây. Ăn gì nữa không? Ờ, đưa hai phần châu đi. Dạ. Chị lên cho lương thử hai phần trâu á. Dạ. Nóng nóng thì dạ, 2380 với 2 lô cùng 140 đi anh. Cho dễ đâu muốn nào bự đi. Cảm ơn anh em. Dọn cái này cho chú Khoa. Quán ăn rất là đông. Cái chỗ thôi, chỗ luôn. Cho dễ đâu muốn nào. Đây quán nhà bán rất là đông khách, nào mát mẻ thoải mái nữa nha. Canh chua thấy ra đi, thấy nước mắm mà. Canh chua, cá thú, cái gì cá này kêu gì cá ma sa. Thank you.
chua. Thơm ngon nha. Ngon không? Cả nhà ăn cơm đi, cơm với nhiệt khách nha. Bò. Xong rồi đó, mình là tài chót rồi đó. Nhà là dưới nhà hậu cận kêu báo là hết cơm rồi. Hết đó. Khách nhân khách rồi. Mình là kẹp cuốn chót. Có 1 mấy 12 giờ vậy. Mình ơi, chồng ơi, không ạ. Mình ơi, nãy mình gọi gì vậy? Cá rô. Cá rô mời con. Cá rô mời. Cá rô mời có mỏ không? Mình ơi, em xin lỗi mà. Cá rô mời em mất tiêu rồi. Cá rô mời em mất. Đèo tiền. Hết rồi, mình đang đợi cái cá tiền em đi. Không cá rô mè để ta rình mất tiêu. bà chủ quán có cả ngàn chồng mất cá rô mè. Anh em xử xong hết rồi nha cả nhà. Giờ mình chuẩn bị lên đường đi tiếp. Anh em tài xế đi ngang đây là ghé đường này ghé ăn nha. Đường này đường kêu bằng đường gì mày? Lộ 8. Hả? Tỉnh Lộ 8. Tỉnh Lộ 8. Ừ. Đây để tính tiền cho. Tính tiền chị ơi. Cơm gì vậy?
Tính tiền vậy. Đây nè, đây nè. Một, hai cho em xin 60 đi người yêu. Dễ vậy? Dạ, 1, 2. Quay quán bà luôn kìa. Hello, hai cái vú bự như hai cái tô. Quá. Thôi, mình đi cả nhà. Quá coi ghé cô chủ quán quá vui tính. Nhà quán cơm là ngay khu du lịch công viên nước Củ Chi luôn cô nhà. Quán cơm này là nằm cặp ngay cổng ngay khu du lịch công viên nước Củ Chi. Ăn rất là ngon, chủ quán cũng vui vẻ đó ha. Thấy mấy quầy hello hai cái vú bự như cái tô, hai cái tô. Chủ quán này có ngày biết bao nhiêu thằng chồng mà nói.